Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp những lá thư viết từ KBC của tác giả Tín Nguyễn, kỳ 3. Người lính, dù bên này hay bên kia chiến tuyến, đều có gia đình, đều còn trẻ, đều có những kỷ niệm của hôm qua, những nhớ nhung chen lẫn ước mơ cho hôm nay và cho cả mai sau. Bên kia vị tuyến tôi không biết và cũng không thể nào biết rằng những lá thư có được đến tay người nhận hay không. Nó nói được những gì họ thật tình muốn nói. Có những lời thương nhớ mẹ cha hay tình tứ cho người vợ trẻ, cho người yêu, trong những buổi hành quân đầy khổ nhọc gian lao, hay chỉ là những lời động viên hỏi han dè chừng sặc mùi chính trị. Tôi cũng đã đọc qua hàng tá lá thư như thế, và không một chút xúc động dù lòng tôi vốn rất yếu mềm. Dù bên này cũng có khu bưu chính và bên kia cũng đều có hòm thư, như một cái gạch nối giữa hậu phương và tiền tuyến, như một sợi dây thiêng liêng kết người với người trong máu mủ tình thâm, hoặc đôi lứa phải chia lìa cho nghịch cảnh chiến tranh giữa hai bờ vĩ tuyến, giữa sự cuồng ngông lẫn bạo tàn của vũ khí người ta và phận người mọn hèn, y cái kiến con sâu, y hình nhân thấy mạng và vẫn tự hào là người rất đỗi quang vinh. Tôi vốn ở miền Nam, nên đừng trách khi tôi chỉ có ít rất ít những lá thư từ hòm thư, mà có thật nhiều từ KBC, tức khu bưu chính. Những dòng chữ không ngay, những nhức nhối phận người, những nhớ nhung da diết, những khắc khoải âu lo, những phẫn hận đa mang, và trên hết là những tâm hồn được trải cùng con chữ, văn hoa có, bay bướm có, và ngôn nghê sai chấm tạ tùm lum cũng có. Nhưng nó mang lại một dáng vẻ không đâu có được, dù không chỉ ở ta mới có chiến tranh. Vâng, ở đâu đó trên khắp trái đất này, không đã và luôn có chiến tranh, nhưng không ở đâu lại giống ta về sự khốc liệt và cái nghịch lý đến ngẩn ngơ. Kẻ đang bắn giết nhau một cách tàn bạo, lại có khi là anh em ruột, anh chị em chú bác, cô dì, có khi lại là hai thằng bạn cạnh nhà chơi chung, khi còn ở trường nhông nhỏng, là hai cô cậu láng giềng yêu nhau, và thầy hứa bên nhau đến trọn đời, đến khi nhìn sát nhau mà giấu đi nước mắt. Đời người lính miền Nam, kể từ khi bước vào và ra đi, khi giải ngũ vĩnh viễn về lại vùng năm, chỉ có cái cần và rất cần để nhớ, số quân và KBC. Và những lá thư viết từ KBC sẽ bắt đầu như một món nợ văn chương lẫn ngậm ngùi cho phận người nhược tiểu, sẽ đến cùng các bạn như một chuyến lãng du về miền ký ức đầy thương đau của cả hai miền tổ quốc. Và cũng từ khu bưu chính hoặc những hòm thư, bao người lính không về, bao bà mẹ già vẫn tựa cửa ngóng con hoặc mỏi mòn chờ tin. Bao người vợ quá khi đang tuổi thanh xuân, khi cái lần đầu tiên đúng ra là hạnh phúc tràn trề, khi được yêu và nên duyên chồng vợ, chỉ là cái bổn phận của kẻ ở người đi tích phận phía bên kia, trên vị tuyến 17, hầu có thêm người nối tiếp, có thêm công điểm cho gia đình, và chồng thì biển biệt, chẳng hề biết sống chết ra sao và ngày nào để dỗ. Và cũng khu bưu chính hoặc hòm thư, nhất là KBC, họ có phép cưới nhau và có cả bao tuần trăng mật, nhưng lại càng thêm đau đớn khi hơn lửa vừa nồng lại lạnh bếp củi khô. Bên trên hay dưới dòng sông Bến Hải, bên trên hay dưới vị tuyến chia đôi cũng vẫn là nước mắt, là máu của anh em cùng chủng tộc trùng tiên. Dẫu xót xa hay phẫn uất thì chuyện tương tàn cũng đã xảy ra. Vũ khí Mỹ, Nga, Tàu nhằm ngăn phên rào dẫu. Máu là của Việt Nam, một nén nhang ngậm ngùi cho cả hai bên, qua những lá thư không chỉ từ KBC, mà cả hòm thư và tận miền xôi đậu. Không dám đâu, làm một chứng nhân, tôi chỉ góp gom từng mảnh đời vụn nhỏ, tìm được để tạo nên câu chuyện này. Dù bên nào thì cũng xin nhìn những gì mình đọc bằng lương tâm người Việt, không hận thù cũng chẳng thắng hay thua, vì thật ra, dân Việt Lạc Long đều không ai thua hai thắng trên máu lệ dân mình. Chỉ những kẻ cuồng ngông trong ý thức hệ mới định thắng hay thua khi máu đổ và thay người ngã xuống
luôn máu đỏ da vàng. Nơi chỉ có sương mù và cái nắng cháy da, có tên một buôn làng heo hút của bọn lính biệt động quân biên phòng thường gọi buồn muôn thuở. Bà đại quý phu nhân ơi, đã hơn 10 cái mùa lá rụng, 10 cái mùa Noel và đủ chục mùa mai nở rộ quê mình. 10 năm mình cưới nhau, anh vẫn nơi đèo heo hút gió. Ngày về phép hay ngày em đến thăm, đếm chưa đủ các ngón dài ngón vắn của bàn tay. Năm Mậu Thân ngỡ rằng mình sẽ đón một năm thông dong trên chợ hoa Nguyễn Huệ. Trời mong cậu giao thừa, mong tổ tiên phụ hộ đất mình sẽ được bình yên. Thế mà bọn mũ xanh của anh lại phải hay bị kéo về thành phố cho một cuộc chiến được gọi là sẽ tan tành cái hiệp ước khi mật vẫn chưa kịp khu của phía bên kia. Mà đoạn đường từ chiến trường về đến nhà mình chưa quá 10 cây số. Chỉ 10 phút có hơn cho một chuyến về thăm trên chiếc Jeep lùng. Thế mà như đã bao lần anh biền biệt, nhớ và dẫn đến khùng điên. Đến chả cần biết cả hai miền vốn chưa bao giờ thù hận, chưa bao giờ coi nhau như kẻ thù, ít ra là từ ở bọn anh. Con mình vào lớp, mấy anh cũng không nhớ nữa. Dù lần nào viết thư cho anh, em cũng kể tận tường từng bước con lớn lên thế nào. Bi bô gọi tên mẹ, tên ba, tên cả đơn vị, đi đứng cứ khạnh khẳng, y âm chỉ huy, vân vân, và vân vân. Cả những nụ hôn và phút giây mặn nồng bên nhau trong những lần hiếm hoi về phép, anh hầu như cũng quên đi khi giữa cái lòng chảo tứ bề pháo dội. Pháo bất kể ngày đêm, bất kể chúng vô đâu, pháo Tàu, Nga tưởng chừng như bất tận, tưởng chừng như họ muốn nghiền bọn anh trong cái cối tùm hum. Vậy mà bọn anh vẫn sống và vẫn giữ được cái cổ họng của địa đầu xâm lược. Chiến tranh thì còn dài và chả biết bao giờ mới hết. Nhớ khi mới quen nhau và khi đã yêu nhau, ba mẹ em khi biết anh là biệt cách 81, đã trân trối nhìn anh. Ba mẹ không ngờ cái chàng thiếu quý sự hiền khu vừa mới rời trường võ bị, bạn con gái rượu của mình lại là một người lính trong binh chủng dữ dằn và hiểm nguy khét tiếng. Em thì cứ vân vê tà áo trả lời ba mẹ khi ba hỏi. Lính à, loại này nguy hiểm trùng trùng đó nha. Ý con sao? Ba mẹ luôn tôn trọng hạnh phúc được lựa chọn của tụi con. Con ở vậy với ba mẹ hoài hà, nhưng nếu ba mẹ không từ chối thì đặt đâu con ngồi đó. Ê, con gái mình giống ai vậy em? Ba cười cười nhìn mẹ hỏi mà như không hỏi. Mẹ lại y hệt em cúi đầu vân vê cái góc khăn trải bàn, mặt hồng lên sắc đỏ. Xì, con gái giống cha là nhà có phúc chứ, mắc mớ gì em nè. Cả nhà cười phá lên và hai đứa mình biết rõ mười mươi là sẽ thành chồng vợ. Dù vẫn gận chút sao lòng khi nhận thấy trong nét cười vui của ba mẹ vẫn gận nỗi lắng lo. Đúng là lính tác chiến mà, viết thư gì mà chả hỏi thăm vợ mình xem béo tròn hay gầy rạc. Còn đẹp như hoa khôi văn khoa hay tóc rối lược biến chải. Trâm vẫn vơ nằm trong học tủ vậy cả, ghét anh quá đi. Một cái lườm cái nguýt khiến anh thèm cắn răng vào đó, phải không bà đại quý? Phương Thảo, người yêu dấu năm xưa và giờ là người vợ hiền thảo của anh. Anh làm sao quên được từng cử chỉ lúc mới quen nhau, từng ánh mắt nụ cười và cái biểu môi dễ thương của cô sinh viên ngày ấy. Cũng như từng giây phút nồng nàn, lãng mạn, lẫn nhiệt tình, khi mình đã trao nhau cái riêng tư mà bao đời giấu kín để dành tặng cho nhau khi anh về phép. Anh chỉ nói vậy thôi chứ làm sao anh quên được ngày lập quốc, tên con mình, vào lớp đầu tiên của bậc tiểu học. Chả phải là em mới dẫn con đến thăm anh trong mùa hè của nó sao? Và cũng chả phải anh đã tự tay nhặt từng chiếc vỏ đạn đồng, chà cho sáng bóng, ráp thành chiếc phản lực cơ gửi về cho con, nhân dịp sinh nhật nó 6 tuổi sau. Em biết mà, có khi anh lại yêu con hơn cả em cũng nên. Lại cái biểu môi nũng nịu. Em chọc anh thôi, chứ bao giờ mà anh chả có quà cho em từ những phế phẩm chiến tranh đâu. Cây đèn dầu bằng vỏ đạn M79, những bình hoa bóng lộn từ đạn pháo, để em cắm những cành hồng thuộc dược cúc trắng, như một sự tương phản giữa chiến tranh và tình yêu, sự tàn bạo và bình yên,
cũng như cái hạnh phúc và lắng lo của bao người vợ lính. Cảm ơn em, người yêu và là người vợ yêu của anh, không chỉ hôm nay, ngày mai và cả kiếp sau, sau nữa. Lính tiền đồn, lính trấn biên thì hay mơ mộng vậy đó, và nhiều khi cũng rỗi rảnh vậy đó. Bà vợ văn khoa của tôi ơi, lá thư này cho em, nhưng liệu có đăng báo kiếm cây cắp tăng làm quà cho bọn lính được không ta? Ai nói dân khoa học và lính mũ xanh không có văn chương và tâm hồn lãng mạn nè? Không có dễ gì cô được cô sinh viên văn khoa về làm bà đại quý, chứ hả bà xã? Nó lại nã pháo, y như thầy chùa phản chiến, cứ tới giờ là xuống đường mà tụng đòi tiền quyền rồi. Hẹn em thư sau nhé. Hôn em, hôn bất cứ chỗ nào em thích, vì bất kỳ chỗ nào trên thân thể em, anh cũng đều muốn hôn. Những lá thư viết từ KBC. Tôi vốn mồ côi từ khi lên 13 tuổi, trong cái hiệp ước đình chiến cho người dân ăn Tết. Nhà tôi và cả ba má tôi trở thành những mảnh vụn chôn vùi ngay sáng mùng một Tết. Tôi được các sơ dòng chúa quan phòng nuôi dưỡng, học hành. Và khi lên 15, biết có trường thiếu sinh quân, tôi xin các sơ cho tôi vào học. Ba tôi cũng là lính, về phép năm Mậu Thân, khi nửa nước tin vào tờ giấy lộn. Các sơ khuyên tôi, làm lính có gì vui đâu con. Con cứ học hành đàng hoàng rồi ra làm một công chức, cũng là phục vụ đất nước mà. Tôi biết, các sơ thương tôi như con của họ, nên khuyên can vậy thôi. Cứ 2 năm sống bên nhau trong căn nhà tình thương hạnh phúc này, các sơ luôn hiểu và thương tôi, cũng như dư biết là tôi cũng thương yêu họ như vậy. Tôi vào thiếu sinh quân và khi đủ cái tú tài tôi đăng vào Thủ Đức. Tại sao tôi không vào Đà Lạt khi vẫn dư điều kiện? Nghĩ cũng buồn cười. Tôi sợ hết giặc, vì 72 quả là thắng đến oanh liệt. Lá thư này tôi viết cho tất cả ai muốn đọc. Như đã nói ở trên, tôi không có ai là người thân cả, ngoài các sơ mà viết cho các vị tu hành với bao cảm xúc lẻ loi buồn phiền thì quả là không tiện. Nên tôi chỉ gửi một loạt hình nơi tôi đóng quân, với mai rừng nở rộ và cắm thịt chúc xuân cho các bà mẹ thứ hai của tôi. Không thiếu thư của các em gái hậu phương, nhưng sống với các sơ và toàn bọn nam nhi trong trường thiếu sinh quân, nên tôi vốn chả biết viết gì cho mấy cô vốn ước ác như Love Story hoặc Romeo Juliet hay Lan và Điệp cả. Mà tôi lại hay trải lòng mình qua trang giấy, nên tự mình viết thư cho mình và tự mình đọc luôn. Quên còn bạn bè nơi trường thiếu sinh quân chi. Tôi không quên, nhưng đứa mất, đứa miệt mài đồi núi, đứa tuần tiểu ven sông, đứa từng ngày thả toán, đủ mọi binh chủng, đủ mọi đơn vị, hàng trăm KBC, mà đời lính chỉ gặp bởi tình cờ trên dốc trắng hành quân, chứ đứa lên lon đổi đơn vị lung tung, biết KBC đâu mà gửi. Hơn nữa, lính chiến viết thư cho lính chiến thì thà đọc thoại còn sướng hơn. Tết, trời cao phiên gác giữa đồng đội chia ngọt sẻ bùi, chia cả máu và lửa, cả mạng sống mình để cho đồng đội sống. Tết giữa đồng bào lạ xa cả về phương ngữ lẫn tập tục địa phương, mà vẫn thương yêu quý mến nhau hơn cả tình cá nước. Hay đi rong rong trên phố, nhìn các kiều thơm, tay trong tay tung tăng chân sáo cùng người yêu, rồi buồn tình chui vào một quán rượu, hay rạp cine chiếu liên tục cùng với ổ bánh mì cho qua 3 ngày Tết. Nên tôi chọn ở lại tiền đồn và viết những gì tôi nghĩ tới. May mắn được một tờ báo nào đó đăng thì bạn bè tôi, đồng đội tôi sẽ có ít ra là một chầu la ve, cây cắp tăng để thêm rộng ràng mà giữ chắc tay súng. Cho sẽ không bao giờ còn một mẫu thân nào nữa cả, chả khoái hơn sao. Những lá thư từ KBC. Ngày đầu năm học thì cũng chỉ là bao nhiêu chuyện, dọn lớp, bình bầu lớp trưởng, chia tổ để vệ sinh, chép thời khóa biểu cùng danh sách giáo sư hướng dẫn lẫn bộ môn. So với các lớp đệ tam thì hơi khó chút, vì chưa ai biết ai. Nhưng lớp đệ nhị, đệ nhất thì nơ pha, chả có cái gì lớn, vì họ đã quá biết nhau và cả biết ai sẽ dạy họ.
nên vẫn y như năm rồi thôi. Và các thầy cô cũng như cái tế nhị, 3 tháng xa nhau, bọn học trò có bao điều muốn kể cùng nhau, nên tán chuyện là chính và chọc ghẹo nhau là 10. Gắn ghép, kết đôi, tựa vàng 24 và kể chuyện trong chơi ngày hè thì y là kim cương, nên tâm cô nương nhị xê cũng không phụ lòng thầy cô bọn chúng. Quả mi nè, Đà Lạt hay Nha Trang thì từ từ, vì bọn mình ai cũng biết, còn Buôn Mê Thuột thì biết sơ sơ qua bài thơ Vũ Đăng Định và ông sư phụ Phổ Nhạc thôi. Mày kể bọn tao nghe đi, bụi mù trời buồn muôn thuở bước muốn thang, và còn cái chi nữa nè. Đúng y chang cái tên luôn, nắng bụi mưa lầy lại còn pháo kích như cơm bữa, thành phố của lính mà lị, trong rừng thì lúc nhúc lính bên kia, phố chợ thì cơ mang lính bên này, lính nhiều hơn dân, nên đạn cứ réo gào chả ngớt. Chả hiểu sao kẻ tốt ngoài kia, người tốt trong này lại kéo nhau lên đó mà quần thảo, đến máu đầu xương phơi luôn nữa. Nó dừng lại và thở dài kèm một cái chép miệng, y như mẹ nó lúc ngồi trong hầm ở tiền đồn nói chuyện cùng ba nó. Vậy mà mày cũng chịu ở đó suốt 3 tháng hả? Buồn thấy mầu luôn. Có đâu, chưa đủ 1 tháng 3 đã kêu hai mẹ con tao về, vì nghe đâu chiến sự sắp diễn ra căng lắm. Tao lo cho ba tao quá, mà chả biết làm sao hơn là cầu nguyện hàng đêm. Nhưng xem ra thì ba tao cứ tỉnh bơ, lại còn cười trêu mẹ tao, khi thấy bà lo lắng nữa. Lính mà em, rồi hát vang luôn mới đáng nể chứ. Chà chà, nghe mày kể thấy ấn luôn. Thế mày có nói chuyện với mấy ông lính dưới quyền ba mày không? Chắc họ ngầu sĩ quách lắm hả? Trái lại là khác, họ hiền khô và lịch sự lắm luôn. Nó ngập ngừng một chút rồi quyết định, mở cặp lôi ra một tờ giấy học trò chi chít chữ ra quơ quơ khoe. Bài thơ của anh Chuẩn Quý mới ra trường. Đúng cái hôm tao lên thăm ba tao, viết tặng tao nè. Tụi mày thân lắm tao mới cho coi ké á. Hay hết sảy con ông cụ luôn. Nó hơi đỏ mặt khi nói và ánh mắt nó thì vừa chôm chốt mơ màng, vừa long lanh, như ẩn chứa một cái gì rất khó tả. Bài thơ được Bành Khuyên ngâm lên nghe thật đã, cái tai và mắt rụi cả hồn của tam vị tiểu thư, đang ở vào cái tuổi trăng tròn ủng và đầy mơ lẫn mộng. Từ dạo có em, phố núi dẫu chẳng mưa phố vẫn buồn muôn thuở, từ dạo có em phố trở dạ dễ thương. Phố nhỏ xinh, phố chỉ mấy con đường, anh gõ mãi gót giày nên quen thuộc. Phố núi cao cho anh thèm hơi thuốc, lạnh trong xương lãng bảng, má em hồng. Phố núi cao, phố chẳng có mùa đông, mà vẫn ngọt bờ môi em mộng đỏ. Có một chiều nao qua đó, sợi tóc mềm vừa vướng gót lãng du. Phố núi ơi, chúc tình anh trao gửi, bởi cơn mưa hay cô gái Pleiku. Bài thơ đã được cất trở lại vào cặp của họ Mi đã lâu mà cả ba cô bé vẫn còn mơ màng cùng với những cụm mây tựa sương mù nơi phố núi. Chương 13. Họ ngồi bên nhau trên một chiếc chòi gác, im lặng nhìn ánh mặt trời đỏ ối vừa nhô lên trên dãy núi xa xa còn mù mịt hơi sương mang tên Biên Trấn. Cô gái còn trẻ lắm, chỉ vừa đậu trăng tròn lẻ trong chiếc áo dài trắng, đã nhóm chút bụi đỏ nơi gấu. Chàng trai cũng trẻ, nhưng bộ đồ hoa rừng với một bông mai đen nơi cổ áo mới tinh đã làm cho anh trông rắn rỏi hơn, cứng cỏi hơn và dĩ nhiên là cũng điềm đạm hơn. Bé phải gọi anh là thiếu quý hay theo đặc lệnh truyền tin đây hở? Cô gái cười cười hỏi. Ây, bé biết à? Dĩ nhiên là biết, Hoài Mi chứ gì, sao anh đặt cái tên cho mình nghe yếu xìu vậy anh Mẫn? Thì anh tên Mẫn, chữ đầu là M. Anh ta giải thích rồi chợt hỏi lại với ánh mắt nheo nheo tinh nghịch. Thế à, bé không biết tại sao à? Cô gái khẽ cúi đầu che khuôn mặt đang hồng lên bằng làn tóc đen mềm mượt buông dài. Bàn tay thì cứ bứt những sợi gỗ xù lên của chiếc thùng đựng đạn thay ghế. Cô bé vội đổi đề tài xem ra có mồi nguy hiểm. Anh Mẫn làm thơ hay quá trời hà, bọn bạn em cứ khen nức nở luôn. À mà anh có gửi đăng trên tập san tiền chiến hay thép súng gì đó không vậy? Anh chỉ viết cho đỡ buồn giữa cái thung lũng buồn muôn thuở này thôi bé à.
sao mà hay bằng những cô gái băng xe của bé được. Sao, anh chỉ khiêm tốn thôi, nghe ba bé nói hồi trước anh cũng học văn khoa mà anh khiêm tốn ghê. Một lần khiêm tốn là bốn lần tự kiêu mà lị. Nghĩa là anh Mẫn muốn bé khen thêm bốn chín lần nữa phải không? Đâu có đâu, anh nghe ông Duyên anh nói thế nên bắt chước thôi. Cô gái lại đổi đề tài. Ở đây đẹp ghê anh ha, rừng núi sương mù, chim hót líu lo buổi sáng, và rộn ràng lúc chiều buông về tổ. Đôi mắt cô gái mơ màng, hàng mi đen dài khẽ chớp, làm tâm hồn chàng lính chiến bỗng dưng cũng cảm thấy nơi này quả thật quá nên thơ và tuyệt đẹp. Anh cười cười nói tiếp. À, nếu không có tiếng đại ba của những khẩu cối 80 và những ngày ngồi chôn chân dưới hầm nghe đạn rít trên đầu bé ạ. À. Bộ họ bắn hoài vậy hả anh? Tiền đồn mà, họ nhất định muốn bứng bọn anh đi chỗ khác, còn bọn anh thì quyết ở lại đây nên... À. Những lúc đó anh có sợ không? Cô gái bất chợt hỏi. Giữa cái chết hay thương tật, ai nói không sợ, chỉ là bọn nói dốc bé à. Bọn anh có lúc cũng sợ đến nỗi... Anh định nói đái ra quần, như bọn lính vẫn thường nói đến quen miệng. Nhưng may quá, anh dừng lại kịp và đổi thành, hết lớn. Thương bà và các anh nữa, thiệt luôn á. Hậu phương mà có được thật nhiều người như bé thì bọn anh ở đây, đến Tết Ma Rốc cũng còn được ấy. À, mà anh Mẫn nè, bé thấy sao đa số binh sĩ đều là người thượng, và hình như có cả gia đình họ ở đây nữa hả anh? Ờ, thì gia đình, làng mạc họ ở đây, rừng của họ, núi của họ, đất đai cũng là của họ, nên họ gìn giữ thôi. Anh giải thích đơn giản và cười khẽ nói thêm. Bé biết không, các chị vợ lính ở đây bắn đại liên 60 còn giỏi hơn cả anh và ba bé nữa đó. Ui, họ giỏi quá anh á. Hôm nào anh Mẫn chỉ bé bắn súng dưới hả? Chắc là khó lắm hả anh? Vậy ở khà, nhưng súng đạn chỉ mang lại chết chóc lẫn đau thương. Bé học làm gì? Hãy học yêu thương và nhân ái bé à. Điều đó không làm tổn thương ai lẫn tổn thương mình, mà trái lại, còn mang đến hạnh phúc cho con người là khác. Sau câu nói đó thì cả hai cùng yên lặng. Họ dõi mắt nhìn vào đỉnh núi giờ lộ rõ khỏi màn sương dày đục, đã tan ra khi mặt trời vừa vượt qua đỉnh. Mỗi người lại theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Từ một nơi không xa có tiếng súng lẻ loi vọng về như điểm tô cho vùng biên trấn thêm cái điều lãng mạn của thần chết và tình yêu thương vừa chống mầm trổ nụ. Chương 14. Giữa lúc cây tình cảm vừa nhú mầm để chuẩn bị cho một mùa hoa trái cho mai sau, thì một tiếng rít tựa tiếng vải xác khăn tang vang lên, kèm theo đó là một tiếng nổ làm đất đỏ tung lên, bụi cát mịt mù, để bắt đầu cho những tiếng nổ đinh tai kế tiếp, như muốn dìm cả cái khoáng đạn của núi rừng vào một biển lửa đỏ tươi màu máu. Không kịp nói một lời, Mẫn ôm sóc cô bé lao nhanh xuống thang gác của chòi canh giữa tiếng thét thất thanh của cậu đệ tử. Ông thầy, bọn nó pháo! Rồi vội vàng trả lời vào cái ống liên hợp đang phát ra, giọng nói điềm đạm của đại bàng. Bảo ông thầy em đưa cô mi vào hầm chỉ huy, nhân tiện họp đại đội luôn. Nghe rõ trả lời. Nghe đại bàng 5/5, đích thân đang bày tổ. Mẫn cứ thế mà bế cô bé đang mặt cắt không còn giọt máu chảy lâm khom trong chiến hào để về hầm chỉ huy, nơi an toàn nhất sau hầm quân y, vì đó chính là nơi đặt máy móc truyền tin và cũng là linh hồn của cái tiền đồn heo hút, mang cái tên thật thơ mộng, khác xa với những tàn khốc mà nó đã, đang và còn sẽ hứng chịu dài dài, đồi mây. Các binh sĩ vốn thiện chiến và cũng đã quá quen với những đợt lung tung không có giờ giấc, mục đích chỉ là quấy phá hơn là mở đầu cho một cuộc tấn công kiểu tiền pháo hậu sung, nhưng cũng lẹ làng lao vào vị trí chiến đấu. Được một phen hú hồn hả con gái? Ông cười hèn lành hỏi con gái rồi quay sang Mẫn. Tổ tiền sát của cậu ra sao? Trên đại bàn, theo đúng kế hoạch, họ sẽ tiến về phía con đường mòn khi nghe tiếng pháo già đón lộng ở đó. Được rồi, tôi cũng nghĩ vậy. Bọn chúng chỉ mang vắt vài khẩu cối 81, vài chục quả đạn tiến vô gần, nổ một loạt rồi lại rút đi thôi. Đón nơi đó sẽ có cơ may tóm được mẹ cá này đó. Quả thật vậy, chưa đầy 10 phút sau, từ trong máy của người hiệu thính viên lúc nào cũng kè kè bên Mẫn, vang lên tín hiệu gọi. Mẫn mở to âm thanh để cả vị chỉ huy cùng nghe. Ông thầy, bắt sống cả hai lành lặn, tử một. Thu hai cối, ba cá nhân, chờ lệnh. Anh cho mang về gặp, cẩn thận, đối xử tử tế nha. Tôi mà thấy bất kỳ một vết bầm nào trên mình tù binh là anh lãnh cũ đó. Dặn anh em cho kỹ. Nghe, đích thân, tóm tôi Zulu đây.
Những chỗ bị pháo cày phá được tu sửa lại. Bé My theo chuyến trực thăng chở tù binh giả từ đồi mây. Cuộc chia tay giữa hai cha con và anh chuẩn quý trẻ cùng hai đệ tử anh ta, ắt là có vạn điều để kể. Nhưng đó lại là chuyện riêng của họ, chỉ đại khái là sự bệnh rịnh, liếng lưu, một ít nước mắt làm cho cặp mắt vốn tròn đen lại càng long lanh quyến rũ. Một sự lo lắng đến xe lòng cho những sự sống lẫn lành lặn, bình yên dành cho những người thân và cả những người lính thượng xa lạ, mà giờ xem chừng cũng rất thân thiện trong cô. Một chuyến đi thăm tiền đồng đầy ấn tượng, một vốn sống vừa được hình thành trong cô, một mầm yêu thương vừa đâm chồi trên mảnh đất đồi mây đầy máu lửa, và hứa hẹn mây sẽ lại chở những cánh thư nhờ gió mang về, dịu dàng và tràn đầy mộng ước. Kỳ thứ ba của những lá thư từ KBC của tác giả Nguyễn Tính đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.